Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Nhiều. Trời em hậu đài mà anh lăn xê như ca sĩ vậy trời. Vô nghỉ ngơi đi em, gan dọn cảnh rồi ra mừng tiếp anh. Trời ơi, thơm tụ quá, ngon lành. Hậu đài mà anh lăn xê em quá. Cảm ơn anh nhiều nha. Mọi chuyện đi em lo cho. Ôi, ca sĩ. Alo. Dạ. Em Hứa Minh Dọn. Hậu đài kim thiết kế sân khấu anh. Dạ tối nay anh ca sĩ hát bài Bụi Phấn đúng không? Em biết bài đó, Bụi Phấn Bye Bye. Khi thầy biết bạn Bụi Phấn Bye Bye đúng không? Em thiết kế cho anh đó là bây giờ là có cái bục giảng ở đây. Rồi ở đây là mấy cái bàn học sinh. Rồi anh đứng trên đó anh hát. Ấn tượng không anh? Ý tưởng cũ quá hả? Chứ anh muốn hát bài đó sao? Lại về em lấy phấn em chà ra thành bụi khoảng 20kg. Rồi em đứng trong cánh gà lúc mà anh hát bài đó là em thổi bụi phấn bay ra vô mặt, vô mình, vô mẩy anh hả? Rồi sáng tạo với anh. Em sợ bay không khán giả sao? Vậy mới ấn tượng đúng không? Rồi để em hỏi ông bầu coi sao. Trời ơi trời, ca sĩ đòi hỏi cao quá vậy. Hỏi bụi này chắc chết quá. Alo. Ông bầu hả? Dạ tối nay ca sĩ hát bài Bụi Phấn á, ảnh yêu cầu là đứng trong cánh gà thổi bụi phấn 20kg bụi phấn ra cho anh đứng ra hát bài đó. Mệt hả? Sao? Vậy em lấy 20kg phấn đó chọi thẳng vô mặt ổng ấn tượng hơn hả? Chọi hết 20kg vô mặt vô mày vô ổng luôn hả? Rồi rồi, để em biết em làm. Trời ơi, cái này ông bầu ổng xúi tôi đó nha. Tối nay có gì không biết đâu. Trời ơi, làm cái nghề hậu đài khổ, dễ sợ. Đủ cái chuyện trên đời. Khổ năm gì mà người. Khổ. Cái gì? Quá khổ. Ai nữa? Ai khổ? Quá khổ. Ai khổ? Quá khổ, từ khổ. Tỉnh anh. Không khổ, quá khổ. Phải bình tĩnh lại, cái gì khổ? Tôi quá khổ, tại sao không ai hiểu tôi trơn vậy? Hả? Không, anh bình tĩnh lại nói em nghe đi, cho em hiểu. Khổ vụ gì? Xe vé khổ. Xe vé mà, nghề tôi nghề xe vé mà. Trời ơi, xé vé gì đâu khổ. Khổ chứ. Làm gì khổ, trời anh là tên hoài xé. Gặp anh là xé hoài, vậy anh làm nghề xé vé là đúng rồi. Nhờ tôi xé nhiều á, mấy người mới có cơm sống á nha. Nào, sao anh? Bữa nay mới khổ nè. Vụ gì khổ anh phải kể em biết. Tôi xé suất 1 xong xuôi rồi, tự nhiên tôi thấy khán giả hăng quá, tôi xé luôn suất 2 giờ không biết sao luôn nè. Bây giờ không biết ai vé suất 1, ai vé suất 2, khổ quá khổ à. Ai biết anh sung quá chi, thấy nào bị bầu chửi cho làm sao. Bởi sung rồi vừa thôi chứ chả thiệt khổ anh làm gì. Trời ơi, lâu lâu mới tăng cường danh ca, mới có khách đông, mới tranh thủ xé. Anh xé được vậy xé tét tay luôn còn mừng, chứ mà không có gì để xé mới đầu mới mệt á thiệt. Anh hoài xé. Ông làm gì khổ. Em khổ nè, anh là anh khổ mấy chuyện xé vé thôi. Em ở trong hậu đài mới là khổ nè. Đủ thứ chuyện phải đối đủ thứ chỗ độ em luôn. Làm gì đủ thứ đâu. Ca sĩ muốn rồi, bầu muốn rồi, tùm lum tà la. Em nói anh kể mới bữa hổm đây nè. Cái cặp ca sĩ ra hát trích đoạn Lương Sơn Bá Chúc Quanh Đài. Đó, yêu cầu em là bà hát Chúc Quanh Đài á, yêu cầu em á là bà đi ra sân khấu á là bà mặc nguyên cái sa rê. Trời. Đó, xong rồi bà đeo cái đài radio nhỏ xíu vậy nè. Đó cho bà bước ra hát xong ta biết là bà là Chúc Anh Đài. Cái đài chút xíu gọi là Chúc Anh Đài à. Ai biết bà kêu vậy á, phải sáng tạo gì khán giả mới thích. Ca sĩ nào tào lao. Em biết sao chiều luôn, còn ông Lương Sơn Bá mới mệt đó nha. Sao? Ông Lương Sơn Bá ông kêu là ông thiết kế giống nguyên cái núi bự chành bành vậy nè. Rồi dưới đây là sông. Rồi ổng từ trên núi ổng đeo con lương ổng đi xuống ổng hát. Là cho ta biết Lương Sơn Bá. Ê, cuối cùng mày có làm không? Vẫn làm. Trời ơi khổ quá trời. Trời ơi dễ ợt. Bây giờ Lương Sơn Bá là ra chưa xưng tên là người ta biết Lương Sơn Bá rồi. Còn nếu muốn đâu có cần phải dựng cái núi lên là cái chữ sơn. Dạ à, sao? Bây giờ đó mai mốt ổng có yêu cầu như vậy. À, mày cầm một cái bao thơ lương lên. Rồi. Bao thơ mà lãnh lương đó nha. Rồi. Mày cầm cái thùng sơn mày tạt thẳng vô nó. Xong bắt đầu mày đưa cái bao thơ lương cho nó, mày đạp xuống sông cho Hà Bá ăn nó luôn. Đó, Lương Sơn Bá đó. Anh xúi em giỡn ngoài chết em luôn á. Bây giờ thiệt, bây giờ em không biết sao mà nói chuyện với ông tùm lum tà la chuyện. Khổ lắm anh ơi. Ôi, nói nghề của mày khổ sao bằng nghề anh. Anh xé vé không cái gì đâu khổ. Mày, nhiều cái trường hợp kinh khủng lắm. Sao mà xé vé? Tao phải giải quyết, anh phải giải quyết em biết đâu. Sao? Đây nè, trường hợp này, có hai ông bà cụ già. À, đi coi
mua hai cái vé ngồi hàng VIP đàng hoàng. Ừ, xong chưa hỏi con cái này là coi nguyên chương trình luôn đúng không? Ừ. Đó, dạ coi nguyên chương trình luôn. Dạ, hai cụ mời hai cụ vô, hai ông bà vô. Đơn giản quá rồi đâu khổ. Xuất hai vô nữa. Xuất hai cầm hai cái đó vô nữa. Rồi sao? Nói dạ cái này xuất một, xuất hai là nếu mà có vô thì phải mua hai vé mới. Cái nói không, cái này là tôi hồi nãy là bác có hỏi rồi, cái này là coi nguyên chương trình đúng không? Thì coi nửa chương trình là bà mệt, vợ tao mệt, tao đi ra. Rồi bây giờ nửa chương trình rồi tao mới vô lại nè, để coi cho đủ đó. Khổ không? Có những trường hợp bây giờ không? Các cụ lớn rồi mình phải đưa vô chứ không lẽ giờ mình đuổi cụ ra đâu có được, mất làm vậy là hổn. Thì bởi vậy cũng khó mà tại mấy cụ cũng thông cảm. Ghê, cái này mới ghê. Sao? Đang xé vé thấy hai người xăm hình rồi này nọ vô. Cái này căng à. Ê bán vé coi. Rồi. Đưa vé. Hai đứa đây vô. Hai đứa đây vô. Rồi anh xét vé sao? Xong nói anh ơi, hai người là phải hai vé. Đứa có một vé mà hai người. Hai người. Xong nói bây giờ tao thích vô một vé được không? Trời ơi. Anh ơi, anh thông cảm đi. Xăm chỗ ghê lắm, người tập tạ đô lắm. Ê, anh ơi thông cảm này, tại vì em chỉ làm công ăn lương thôi. Nói bây giờ mày giải quyết làm sao? Bây giờ tao muốn vô hai người mà một vé thôi. Nói anh ơi anh phải cho em biết cái lý do cho tội nghiệp em. Nói đúng bây rồi. Bây giờ tao một đứa mù một đứa điếc. Vô thì một đứa nhìn thấy và một đứa nghe được, hai người cộng lại thành một vé thôi chứ. Quá đau khổ. Ôi, 1001 chuyện. Quá đau khổ. À cái vụ đó, bữa hở mày biết xong hai ổng vô á là em đứng trong đây em nghe sầm vậy dưới. Vô hai người giành ghế nhau quýnh lộn. Em nghe quýnh lộn quá trời. Người ta khán giả gần đó ta đứng vậy ta can mà anh bữa đó anh bậy. Tự nhiên người ta can để cho ta can đi, kêu bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Anh không cho người ta can là sao? Để người ta can đi tiếng kia. Tao đâu phải là không cho can. Trời ơi, anh kêu bình tĩnh thôi. Tao kêu bình tĩnh thôi là hai người đó là một ông tên Bình, một ông tên Tĩnh. Tao mới kêu bình tĩnh thôi đi. Bình tĩnh thôi đi. Mấy người tưởng tao bị kêu bình tĩnh, đứng ở ngoài hết, không ai can. Thấy tao sướng à. Đây này còn chưa kể mày nghe. Có một cái cặp yêu nhau 5 năm. Xong mua hai cái vé. Mua hai cái vé hỏi cái vé này có kèm trẻ em không? Nói dạ vé này thì không cần kèm trẻ em, nhưng mà nói là tại tụi anh cũng kẹt có mấy đứa nhỏ đó cho nên là có thể đi được không? Yêu nhau mà yêu nhau 5 năm. Tôi kể vậy. Nói dạ cũng được, nhưng mà anh thông cảm là chỉ có trẻ em mà dưới 1 mét á thì cho vô không có cần vé. Vậy thì chuyện nó quá đơn giản thôi, gì đâu. Vô đưa hai vé xong thì vừa xét cái re thấy 30 đứa con nít. Cái gì dữ vậy? Bà làm cô nuôi dạy trẻ mà. Trời ơi, đứa luôn, ta vô ta xếp ghế cho ngồi ta điên luôn mà. Bữa đó ta hốt tiền ra ta bù nguyên tháng lương luôn á. Trời ơi, chua dữ vậy trời. Chua cay lắm, đâu phải đâu. Thì bởi vậy trong cái đoàn hát này trời ơi trời. Ai mỗi tình mỗi cảnh ai cũng khổ hết mà. Đủ thứ chuyện hết, kể cả ngày không hết luôn á thiệt. Thiệt, cái đoàn hát mình là kể cả một ngày đủ chuyện không kể, kể hoài không bao giờ hết. Cái gì vậy? Bây giờ này còn khá tập tành cái gì nữa vậy trời ơi. Có chuyện gì nữa vậy trời? Gặp tới trời diễn à. Wow. Một tình yêu giống như cơn mê. Yêu làm chi trước thế mê chê. Yêu người nên khổ thân cho ta với yêu mà ra. Trăm lần yêu chẳng cho ta vui. Đêm nằm nghe trái tim ngâm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Thôi. Gì vậy? Tình yêu sợ thì đừng có hát. Tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Khổ quá tao mới hát bài này chứ bộ. Nãy mới mở lên tưởng đâu ai, thì ra là ca sĩ Chí Mày Phủ. Ủa? Anh cũng biết anh Chí Mày Phủ luôn hả? Biết sao biết. Ôi, anh em giới thiệu cho anh. Anh Chí Mày Phủ, ca sĩ lát hát lót của đoàn mình. Ê, em tưởng đâu trong đoàn của mình em biết anh chứ ai ngờ anh biết nữa. Em đừng bao giờ kêu là ca sĩ hát lót. Ca sĩ hát lót sẽ... Những người ca sĩ chưa nổi tiếng người ta đều là kêu ca sĩ trẻ. Hiểu chưa? Trời, không ai ca sĩ trẻ mặt hát như anh luôn á. Xin lỗi em à. Những ca sĩ nổi tiếng có thể có tên nhưng chưa chắc tuổi bằng anh. Ôi,
ơi, tự tin ghê. Anh ơi, nhưng mà anh phải nhớ ngược lại là ca sĩ người ta cần tên, không có cần cái tuổi. Anh tỉnh lại giùm được không? Đúng, anh Chí mè phủ hôm nay bận bộ đồ ghê thiệt chứ. Ờ, bận bộ đồ. Đáng lý ra anh mặc màu đen không là đúng luôn á. Là sao? Chí mè phủ là chè mè đen mà. À, anh bỏ cái này vô là xương sao hụt lụ rồi. Anh ơi, anh Chí mè phủ. Ê, nói giỡn. Anh ca sĩ hát lót thì hát lót chứ gì đâu. Hát lót thì nói hát. Em đừng có nói anh như vậy. Tùy chỗ thôi. Về quận 5 đi rồi thấy nha. Người ta quảng cáo tên ảnh không. Cái gì ghê vậy? Có. Đó hôm đoàn mình hát ở Rạp Hà Quê ở quận 5. Ừ. Có cái ông đó đứng toàn quảng cáo tên Chí mè phủ không. Có quảng cáo riêng hả? Ờ. Trời ơi. Có. Ủa anh không biết hả? À? Không biết, đâu có biết. Vậy là chắc ông bầu mời rồi. Ông đứng à, ông chưa Chí mè phủ. Chí mè phủ. Trời, quảng cáo dữ ta. Chí mè phủ. Ông kêu 4-5 lần vậy bắt đầu. Thấy bắt đầu có người xếp hàng, xếp hàng vô quá trời luôn. Ý chưa? Xếp hàng mua vé đúng không? Em không biết, em tò mò em đi lên cái em thấy người ta cầm cái chén lên húp cái rột cái đi ra. Húp cái rột cái đi ra. Ủa là cái gì anh? Ông bán chè mè đen đó. Bởi vậy anh là bởi vậy em nghĩ anh cái làm chiêu này nổi tiếng đi, mốt anh hát á anh bỏ 10 vé ông, anh kêu mấy ông mà bán chè vừa vô coi vừa bán chè luôn, người ta tưởng là fan anh á. À đúng rồi. Vô Chí mè phú, Chí mè phú, Chí mè. Thì giờ anh hát lót, chịu hát lót đi anh ơi. Nè, tao cấm mày nói chưa hát lót hay chưa? Yêu cầu đừng nói hát lót, ok? Ờ, ca sĩ trẻ. Ca sĩ trẻ. Không, ok rồi, anh không thích hát lót đúng không? Hả? Em kêu cái từ khác nó sang hơn, tiếng nước ngoài luôn. Được. Underwear single. Con giả gì mày sang... nha mày. Sang quá, sang cái gì nữa. Ê, có mình chỉ lót mày đưa luôn cái quần nè. À. Giờ liên tục chương trình, mời các bạn hãy tới với... Underwear, đấy. Singer, Chí mè phủ. Thôi không có giỡn nữa nè. Bữa nay chương trình live show Thanh Tuyền nè. Đúng rồi. Ờ. À, được không? Hạnh mời hát cái giờ vàng. Gì? Trời anh lên vậy luôn hả? Sao? Anh được hát luôn hả? Ờ. Huy, ghê chạy. Vậy là hát giờ vàng là anh hát cái mở màn tưng bừng đúng không? Ai hát mở màn mày? Vậy là hát ao chương trình thật là đông vui nhộn. Ai hát ao? Vậy là giữa chương trình đúng rồi, đỉnh hoành tráng nhất. Tầm thường. Chứ hát ở đây khúc nào? Lúc Thanh Tuyền thay đồ tao hát. Đỉnh. Rồi, đúng nè. Rồi, đỉnh rồi. Okay, bữa nay tao hát một bài. Dạ. Ngu Lan Chức Nữ. Nghe chưa? Mày là thiết kế đúng không? Rồi rồi, em qua em giúp anh. Mày gì? Do mày thiết kế cho anh một cái cầu ô thước. Cầu ô thước. Cầu ô thước đó. Là cầu ô thước đó là bắt từ bên này qua bên kia sân khấu. Nghe chưa? À. Đó là trong cái tích đó là có cái cầu ô thước. Cầu ô thước là. Ừ. Nhờ ô thước bắt cầu. Đó, 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 đó. Nữ. Rồi, à. Cái cầu bắt từ đây qua đây luôn hả? Đúng. Rồi sao đó, nữa? Đó. Ô thước nhưng mà phải làm bằng những con quạ bằng đen. Đúng rồi. Cái ngày đúng rồi, đúng rồi. Tức là cái tháng 7 Mương Âu á là ông trời bắt cái cầu ô thước. Đúng rồi. Cho nữ gặp nhau á. Rồi bắt mấy những con quạ màu đen nó buộc vô cái thành cầu. Anh cho nó vỗ cánh pẹt. Đó. Anh khó lắm anh. Trời bây giờ là người ta bán là người ta bán chim sẻ hay gì, trời quạ là phải đi bắt, mà bắt làm sao mà bắt buộc vô nguyên một cái cầu từ đây qua đây. Anh đứng anh làm vậy là khó cho nó rồi đó, thiết kế mà bằng quạ sống là chết rồi. À, thôi được rồi, nếu mày làm không cầu ô thước không được thì bây giờ mày làm cầu ok đi. Ok là sao? Cầu ok là ảnh đi trên cầu là ảnh cảm thấy không có bị rớt xuống là ok rồi đó. Tầm bảy. Ok tầm bảy. Ô là đen, kê là gà, thế gà bằng thế con quạ bằng gà, mà phải mua gà đen nha. Cho gà đen mới ra. Khó em nữa rồi, gà ơi, gà đỏ gà hả? Vàng rồi dễ mua chứ gà đen khó em không à. Thiệt bây giờ phải xịt màu với con gà, trời ơi tốn tiền kinh phí rồi tùm lum ta la. Bây giờ về đi tao chỉ cho, anh muốn gà đen thì mày mua gà đen, mà bây giờ mày chạy tới chợ Bà Chiểu mày mua 100 con gà ác về mày kêu dòng họ mày nhổ lông nó hết đi là đen thui, cái mình nó đen thui à, vẫn để y cánh vậy nó vẫn đập mình được. Thiệt là nguyên cầu bắt ngang qua một đống con gà quả thân vậy à. Chơi luôn được, em đầu tư chơi luôn được không? Mà anh hát cái bài này với ai vậy? Anh hát cái bài này phải song ca, hát chung với bà gì Năm nấu bếp á.
Tao tập rồi, hay lắm mày. Ê, vậy hát được á. Hát sao? Hát chung xong rồi với Năm vô nấu bếp là mày thiết kế cái cầu đó xong là bà Năm lấy 100 con gà ác đó là tìm thuốc bắc cho mình ăn luôn. Không biết nha mày. Được không? Để em gọi hỏi ông bầu mới biết được. Hỏi đi. Giờ ý anh vậy đúng không? Anh chơi nhiều cái ngặt quá anh. Ngặt khó em thiệt chứ. Quá ngặt. Alo. Ông bầu hả? Dạ, tối nay anh Chí Bè Phủ muốn hát bài Ngưu Lan Chức Nữ, muốn có một cái cầu bắt ngang ngôi sân khấu. Mà hát xong ca với lại dì Năm bán nấu bếp mình đó anh. Hoành tráng lắm nghe nói. Ok. Ok luôn. Ok. Bầu ok luôn. Ok rồi rồi rồi. Yeah. Trời ơi. Ông chịu rồi phải không? Ok anh. Ông nói sao? Ông nói là anh chọn đường này là sáng. Đúng. Được, ngon. Đúng. Thiệt, tươi sáng tương lai anh hơn. Là bây giờ á, ông kêu á anh là ngày mai khỏi hát nữa xuống làm bếp gì Năm luôn đi. À. Từ sáng quá trời giờ khỏi hát nữa xuống làm bếp nữa hơn. Thôi. Hát có mai khỏi. Để tôi vô tôi trong tôi chờ ca sĩ mà không tới rồi thôi ha, tôi hát. Chịu số phận gì đi. Nhưng mà em nói anh nghe nè. Anh hát cũng được mà. Hay. Ừ. Hay là gì? Sao? Bữa nay ta làm một tiết mục lạ đi. Lạ là gì nữa ông em bầu không chịu thì tao tự đầu tư. Anh đầu tư gì? Bây giờ hai đứa bay hỗ trợ giùm tao. Hỗ trợ gì? Hai đứa bay minh họa cho tao hát một bài rất là lạ. Minh họa hả? Tự nhiên em ở đây còn làm. Ê, đừng có lo, có bồi dưỡng hết, mỗi đứa $3. Ok. Sao anh? Nhiều lắm rồi. $3, 5 phút, một tiếng đồng hồ làm có 10 đồng. Bây giờ sao? Bây giờ mình làm có 5 phút là có 3 đồng. Chơi 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 anh được. Em giỏi hơn ra bây giờ chỉ diễn theo anh thôi. Gì anh hát bài nào là diễn theo bài đấy. Gì rồi rồi quả gì chơi đi chơi chơi. Anh sẽ hát bài tháng 6 trời mưa. Rồi vô. Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Lại trời mưa lớn lên đi, con lại trời. Ê! Ông muốn khô mưa luôn à? Tao bị điên hả? Tao hát tháng 6 trời mưa, con thằng phun khí thế. Con thằng tụng kinh trù ai chết vậy? Anh kêu là lại trời mưa. Diễn vậy sát bài quá rồi còn gì nữa. Thôi thôi, muốn mình diễn minh họa. Minh họa là vậy đúng không? Anh không muốn mưa. Minh họa là phải vậy chứ sao trời. Tao thấy minh họa không được rồi đó. Chứ giờ anh muốn sao? Bây giờ tao bay thành vũ đạo không? Trời ơi, thà nói vũ đạo đi. Vũ đạo đi. Vũ đạo. Trời coi không biết mấy được. Ừ. Rồi nhảy đi. Tụi em là toàn những người yêu nghề. Nhưng mà vô đây á là tại vì chưa có cơ hội lên hát. Cho nên là mới đi xót vé, mới đi làm thiết kế thôi. Rồi, ta hát bài Love Potion Number 9. Chỉ riêng mình ta. Chỉ riêng mình ta. Vô. Ok. Được. Nhảy đúng không? Nhảy đàng hoàng, hoàng nha. Mình vô đàng hoàng nha. Vô đội hình anh. Cái chuyện đó. Bắt đầu. Vô đội hình liền. Tao thấy tạo kiểu là đẹp rồi đó. Ừ. Bắt đầu. Mỗi sáng thức giấc không thấy chỉ riêng mình ta. Tiếng hát thanh thoát của những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày anh rời xa sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Cái gì vậy mấy ông nội? Trời đất ơi, cái bài cái tay súng vậy mấy ông? Muốn cái gì mà ông nằm chỗ cái... Chị trời ơi, diễn tả nó vậy thôi chứ nội tâm quá trời. Nội tâm chỗ nào? Nè, anh thấy ông đang nằm nè không? Sáng sớm thức giấc bóng thấy chỉ riêng mình ta. À, đó bắt đầu tới con chim nè. Tiếng hót thanh đó của những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa là chỉ vô mặt con quỷ đó. Tôi chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Vậy nó quá trời rồi anh còn đòi gì nữa trời. Ơi ông ơi, cái bài này Nguyễn Hưng người ta hát nguyên một vũ đàn hoành tráng. Đứng lên sau nhảy quất qua bước lại đội hình này họ. Mấy ông diễn thì chết rồi. Trời ơi, đi chơi với Nguyễn Hưng. Ra hỏi bà Marito coi bà dựng cái bài múa đó bao nhiêu ngàn. Sao? À, bà dựng cái bài múa gần cả 100,000. Ông đưa có 6 đô ông biểu nhảy như Nguyễn Hưng. Điên. Tiền nào của đó thôi chứ giờ anh muốn sao đem giúp anh hết sức cái kè rồi nhảy như Nguyễn Hưng. Giúp mình hết sức luôn rồi đó.
Bực mình nó cắt lần đi. Rồi dẹp này đúng không? Bởi vậy giúp mình hết sức. Giờ anh phải tìm cái gì khác chứ. Anh cứ vậy hoài. Anh hát cả cuộc đời anh hát hoài không bao giờ lên nổi. Anh là phải có tài năng. Giọng hát của anh có. Mà em thấy gì nữa nè. Anh là anh chịu khó bồi dưỡng lắm. Ờ nó nói mà đi ta. Em... thiệt trời anh hả? Chế độ ăn uống anh rất là cao nha. Hình như là anh tập trung vô giọng là ủa mà anh khoái ăn trứng sốt cà là mà ăn nó trực lỗi cho giọng đúng không? Không, ai biết dạ, không chú... như làm ca sĩ với rành nha, ảnh ta đâu biết. Hay là ăn cái đó bổ bổ tập tạ cơ bắp này. Tụi bay không biết gì hết trơn. Làm gì cũng phải có suy nghĩ. Sao? Tụi bay biết mà ca sĩ hát lóc người ta một đêm được chừng 200 đô. Mà trong đó hết 50 đô là ta phải đi mướn đồ, đi son phấn rồi. Trời ơi à. Thấy chưa? Trời trời. Gì? Đẹp đúng không? Đồ son phấn mà còn làm móng tay đẹp đồ nữa kìa anh. Cái này ta làm không có tốn tiền. Do cái hãng mà ai sell tài trợ. Trời có tài trợ làm móng. Tài trợ làm năm móng có ý nghĩa hết. Ý nghĩa gì? Đẹp, rẻ, bền, sang, bóng. Ôi cái nút cưới mà bóng này. Bóng gì lúc đó đẹp phải bóng cùng mà ổng thành bóng luôn à. Hay rồi. Bây giờ nghe nói đang có cái chương trình này mới hay nè. Chương gì? Mua hay là không mua sản phẩm đều được tặng vé số bốc thăm trúng hai chiếc xe điện hiệu Tesla. Trời ơi trời. Tên là X. Tiếng Anh chuẩn. Trị giá là mỗi chiếc là 100,000 đô. Ghê. Ồ ghê ghê. Ê vậy đăng ký cho em nữa nha. Được. Đăng ký cho em ơi. Được hết á. Chứ tại nhiều khi em xé vé em không có để ý. Được. Bữa nào anh làm neo để xé vé cho đẹp. À bây giờ trở lại cái vấn đề của anh. Sao? Còn lấy 150 đô anh làm cái gì? Làm gì? Làm gì? Trước khi diễn anh đi sàn đi kiếm tất cả những chỗ gần sân khấu mình anh mua hết trứng và cà về ăn chi quá trời vậy. Còn chi vậy anh gì dữ vậy? Ăn cái gì ăn ông nội thế sao? Tao ra tao hát chửi mà khán giả không thích á, muốn chọi cũng không có cái gì để chọi tao hết. Trời ơi ông tính xa dễ sợ luôn. Xa quá xa. Em ngưỡng mộ anh luôn rồi đó thiệt. Sao? Anh đúng luôn á. Đây chưa có hết. Nếu mà nó có chọi tao né. Ủa lại gì? Sao? Vụ gì? Gì? Ôi, sao? Gì? Ý ảnh nói là ca sĩ mà làm live show mà hát 17, 18 bài. À đó 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 đó. 20 bài không mệt bằng ảnh hát 2 bài đâu. Ca sĩ mà làm live show hát 20-30 bài. Nó mệt nhưng mà chưa chắc nó mệt bằng anh. Anh hát có 2 bài mà anh rất là mệt. Anh hát 2 bài làm gì mệt bằng ta hát 2 mấy bài cha. Trời ơi mà ông hiểu gì chứ. Người ta hát thì bình thường nhưng tao hát tao phải có vũ đạo. Người ta có tập trung tâm thần, tinh thần của tao, tao phải rình chứ. Ủa hát mà rình nữa hả? Trời đất ơi, không rình sao được, có mắt phải liếc qua liếc lại. Nó hoàng tính lên né. À, né, trứng bay vô cái phòng rớt xuống, không có bể. Tao né bên này, cà bay lên không có dập. Đó. Trời ơi, trứng hát... cà đó tao gom tao đưa bà Năm làm lương thực cho đoàn. Còn chưa kể nó quăng dép mũ, dép lào, rồi chai lọ lên tao chụp, tao bán về chai. Đúng rồi, bữa hôm anh có đưa em bán về chai mới. Trời ơi, không em nhanh. Không nhưng mà anh hát kiểu vậy, mặc dù anh hát mà anh rình khán giả vậy nhưng mà vẫn có fan hâm mộ nha. Bởi em đứng trong cánh gà em thấy. Chứ còn gì nữa. Có con bé gái á, chỗ hâm mộ anh, nó tặng anh 3-4 bó bông á. Anh vui quá anh xỉu luôn á, nhớ không? Đúng rồi, tao xỉu rồi, đúng rồi. Sao vậy, nó tặng bông mà xỉu? Đó, nó tặng bông tao. Mà nó quên rút cái bông ra khỏi cái chậu, nó đưa cái chậu vô mặt tao luôn. Nằm viện mấy ngày đó, xỉu rồi đúng rồi. Giờ nó chọi với nó. Nó chọi lên xong nó giật cái bông lại, nó để cái chậu bay luôn. À. Có bởi vậy anh ca sĩ hát lót đúng rồi. Mày không biết đâu, mày đừng có nói vậy, sai rồi. Đây anh xót vé là có một tình một cái hoàn cảnh mà anh chứng kiến luôn. Chính anh là người đưa bà cụ đó lên sân khấu luôn. Ê, gặp fan anh hả? Cứ kể cái chuyện đó. Anh cứ để cho em kể. Chuyện vui thì mình. Đây nè. Bữa đó là có một bà cụ đi coi ca nhạc. Mà mắt bà hơi mờ, không có thấy. Bà nghe được giọng hát xong xuôi á, lúc đó tôi đang xếp ghế cho người kế bên, xong bà mới nói: "Cháu ơi. À ca sĩ nào đang hát đấy?" Xong rồi, dạ ca sĩ Chí Mè Phủ. Xong rồi bà nói, cho bà lên sân khấu để xem mặt tí được không? Đấy, bây giờ bà ngồi gần này bà coi được rồi, nó không, mắt bà mờ lắm, bà không thấy đâu. Cho lên, cho xem mặt được tí không? Nó, mình thấy cũng tội. Thì dẫn lên, lộn khộm đi lên này nè. Đấy, mắt không thấy đường, thôi cho sờ vào mặt tí. Có đem quà có gói quà nữa, gói trong giấy báo. Ôi, thiệt em không ngủ mỏi. Sờ. Đâu có thấy đường đâu. Sờ mắt sờ mũi đồ này nọ xong xuôi. Tháo cái tờ giấy báo ra. Lấy chiếc dép giả pét. Gì? Mẹ cái mặt như cái mâm rồi còn hát dở.
nói rồi, cái tôi kêu đừng có kể, cứ kể. Câm mồm, bằng cái câm. Bà kêu, câm mồm, cút xéo vào trong. À, vậy là em biết rồi, bà đứng từ xa, bà nghe, bà sợ trội hụt, bà mới kêu xin lên, tận mặt em quất cái tạt cho chính xác cái gì. Thôi, đừng buồn anh ơi, em nói anh nghe, em cũng mê hát lắm, mà vô đây cũng chưa được hát. Ừ. Bây giờ mình cứ văn ôn võ luyện thôi. Ừ. Rồi một ngày nào đó tự nhiên ông tổ gõ đầu mình cái mình nổi tiếng, biết đâu. Ừ. Đúng không? Không, cái gì anh đâu? Không có đủ kiên nhẫn mà chờ vậy. Anh nói cho em nghe, bây giờ là công nghệ 4.0 rồi ha. Bây giờ mình phải làm những cái trò xàm xí rú đưa lên mạng thì không, không. Là anh gì ơi, nữa? Mấy cái trò xàm xí đó là chỉ có nổi một thời gian thôi, nó không có cái độ bền bỉ. Anh phải làm sao mà khán giả để ý tới anh mà bắt đầu vô trong tiềm thức của họ. Họ yêu mến anh bằng giọng hát cơ, chứ không phải là bằng chiêu trò tầm bậy. Nói gì tối nay còn là live show của Thanh Tiền nào, là người ta đâu cần chiêu trò đâu, người ta vẫn nổi tiếng. Ờ. Được rồi. Sao? Anh tính như vậy. À, những người nổi tiếng thì người ta mới làm live show. À. Còn anh chưa nổi tiếng, anh làm live show rồi sẽ nổi tiếng. Trời. Nhưng mà làm đàng hoàng nha. Làm được cái gì ta vậy? Bây giờ anh có cái ý tưởng cái gì? Sao? Anh sẽ làm sân khấu trên một cái ghe. Tụi live show anh hay, cái ghe hay, được. Diễn trên sông. Diễn trên sông luôn. Anh đầu tư mua vỏ xe, áo phao chị. Phát cho khán giả chị. Phát khán giả làm chi? Để khán giả bơi theo nghe coi anh hát. Trời ơi, cái live show gì ghê vậy trời. Anh sẽ hát từ miền Nam, hát đủ hết chín nhánh sông Cửu Long. Ra tới miền Trung anh hát trên sông Hương. Rồi ra tới miền Bắc anh hát trên sông Hồng. Đi tới đâu khán giả bơi theo coi anh hát. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Ý tưởng anh rất là độc lạ. Từ xưa giờ ca sĩ chưa ai dám làm live show như anh. Đúng. Nhưng anh làm như vậy á là đối với người dưới đồng bằng. Ừ. Còn đối với những người ở miền núi là anh bất công với người ta. Người ta không coi được cái live show mà thật sự là lạ lùng từ xưa giờ của anh. Chứ làm sao? Bây giờ anh đưa lên cái chỗ mà cô Thanh Tiền sinh ra đi. À. Anh đưa lên Đà Lạt. À. Anh đem cái thiền lên Đà Lạt. Ừ. Em sẽ cho thiết kế à, đưa lên cái thác Cam Ly cho anh. Ờ, thác luôn. Anh để cái thiền trên thác. Hay á. Bắt đầu mình néo 4 cọng dây cho thiền nó đứng lại. Ừ. Khán giả đứng ở dưới thác, không lên trên bờ để bơi đâu. Đứng hay. Ở dưới cái gì thác nè, cái lòng thác đó. Bắt đầu coi lên. Khi nào giới thiệu ca sĩ Chim Mèo. Rồi sao? Em kêu chặt dây. Cái thiền nhào xuống lộn úp xuống cái thác. Là anh vừa xiết vừa hát luôn đó. Thế rồi đó còn gì tao nữa mày. Thì đó bây giờ nên lấy cái là live show cuối cùng. Ê, lần đầu như lần cuối. Góp ý tầm bậy tầm bạ không? Không. Mày có ý kiến gì không? Ý tưởng lạ vậy em khoái nhờ anh biết sao không? Tại vì trên sông nước đồ nó đều quá. Nó một cái live show là mình phải làm cái live show máu lửa. Máu lửa sao? Đúng. Máu lửa hoành tráng. Máu lửa lên đúng không? Bây giờ máu lửa. Anh được khai thác đường thủy. À. Anh làm cái live show trên đường bộ đi. Được, miễn máu lửa là được. Đường bộ là anh thuê khoảng 5 chiếc container. Rồi trên mấy container là anh sắp mấy ghế đậu đậu cho khán giả ngồi trên đó. Ừ. Bắt đầu sân khấu anh là anh đứng anh hát trên cái xe bồn. Anh biết xe bồn không? Xe bồn chạy xăng á. Ừ, chiếc xăng rồi á. Xăng đó hả? Ờ, đứng trên đó rồi, anh hát. Lạ đó. Bắt đầu là 5 chiếc xe container sau bắt đầu xe bồn chạy trước nào, bắt đầu xe di chuyển khoảng 40-50 cây số một giờ á. Là bắt đầu MC là và bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu. Là em đem quẹt hoặc quẹt em thảy vô trong bồn xăng làm cái phừng. Trời ơi, vừa có lửa là vừa có máu là vừa có thịt rớt chụm. Mày điên hả mày? Thằng này nó kêu tao nhảy từ tên thác xuống còn mày châm lửa đốt tao luôn. Cái chương trình đó là chương trình phóng tên lửa của NASA. Ôi, nhưng mà mày ơi, tào lao mày ơi. Tầm 7 cái làm gì? Hả? Thôi, khán giả coi giống vậy ngồi trên container khó coi lắm. À. Sao? Bây giờ ảnh vẫn làm đường bộ. À. Nhưng mình sẽ thiết kế theo một cái kiểu khác. Chỗ nào em? Khán giả đi bộ coi cũng được, đi xe Honda coi cũng được, đi xe buýt coi cũng được. Hay cái này hay ta. Cái này hay. Mày mướn một chiếc xe rồng 8 cửa. Ờ. Có rồng thiết kế rồng phụng vàng đồ này nọ đàng hoàng. Đó. Đằng sau là một băng nhạc. Và băng kèn đó nha. Wow, dữ á. Anh thích kèn, anh thích kèn. 8 đứa dancer bận rồng phụng. 8 dancer luôn. Đó, dữ. Chuẩn bị live show là khiêng ảnh đẩy vô phá. Anh nằm ở trong anh hát. Xung quanh người ta đi theo người ta coi. Đó. Kèn lên. Pa, 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 pa,
mẹ dữ anh đó. Không mà biết sao, hồi lâu giờ ca sĩ ta đứng ta hát không mà anh nằm anh hát á, anh mới show được hết cái giọng của anh ra, khán giả mới ngưỡng. Ôi anh, nhưng mà nằm vậy á thì sao khán giả thấy được mặt ảnh? Ở trước có thằng cầm cái hình đi rồi. Ủa tao nghe mày diễn tả giống như là xe chở hồn vậy mày. Tụi bay điên hết hả? Đưa được thì rốt cuộc người ta là cuối đời không vậy? Ý tưởng gì tầm bậy tầm bạ. Em chọc anh chơi thôi. Nói gì nếu mà anh đã khai thác, anh tập trung vô, anh nhờ cái ông gì là giám đốc, ông gì ai gieo á hả? Đó đó. Ai gieo? Ông đó là phi công luôn á. Sao? Mướn máy bay chơi trên đường hàng không. Lại show trên đường hàng không. Chưa bao giờ thấy. Có đi máy bay dân sự, phải mướn máy bay quân sự. Máy bay mà chở xe tăng thiết giáp rồi đó. Mướn xong mời khán giả lên ngồi hết trên đó. Sắp cái mũ ngồi trên đó. Ngồi hết trên đó, xong xuôi máy bay lên khoảng chừng tiếng hồ cho khán giả ăn uống đồ này nọ, xong xuôi bắt đầu chương trình live show. Anh hát cỡ chừng nửa bài bắt đầu hai con chân dài đi ra. Rồi, tưởng tượng đi. Hai con chân dài đi ra nắm tay anh. Đó. Xong từ từ tới mở cửa dầm anh xuống. Là bắt đầu khán giả bắt đầu kêu cái ông mà phi công á, lạng quay mấy vòng mấy vòng đảo ở đó cho khán giả coi. Rồi họ lấy máy quay phim á, họ quay điện thoại rồi này nọ họ quay lại. Quay làm cái gì? Quay với lại định vị. Định vị là làm cái gì? La bàn. Nó làm cái gì? Đặng báo cho gia đình ông biết đặng tới hốt xác. Hát bài. Ê, đừng có giỡn nữa. Giỡn chơi á. Thôi, đang cố gắng nè anh ơi. Giỡn chơi thì chung là vô cái show của anh Tiền tối nay là nhìn đi làm. Ủa, cái gì vậy? Ai kêu vậy? Để coi. Ông bầu ông gọi, không biết có gì không? Bầu rồi, không biết có chuyện gì. Alo, dạ em nghe ông bầu ơi. Dạ. Sao? Có chuyện đó nữa hả? Gì? Cái gì nữa? Có chuyện đó luôn hả? Cái gì vậy? Gì? Chuyện gì mà nói đi, sao mặt mày căng thẳng quá vậy? Mấy anh ơi. Cái gì? Thời tới với mình gọi mấy anh ơi. Vé đang hết rồi, cái gì đâu mà... Không phải, cái đó là chuyện tập thể thôi, còn cái này chuyện cá nhân nè. Cá nhân gì? Chuyện gì? Em nói hai anh nghe, ông bầu mới gọi em nè. Vậy? Nói là tối nay lại show cô Thanh Tiền. Mà cô Thanh Tiền á là thích nâng đỡ những ca sĩ trẻ lắm. Cô nói là tối nay cô muốn song ca một ca sĩ trẻ có chất giọng lạ. Rồi xong á là kêu em tìm giùm một ca sĩ để tối nay hát nè. Bây giờ tối cơ hội tứ với mình nói như mình đam mê mình lên luôn. Đây anh nói cho mày nghe, nếu để chọn ra cái người thì không ai qua người ấy. Tiếng hát mạnh mẽ, phong độ đẹp trai đó, người ấy chính là Hoài Xé. Cái gì vậy ông nội, làm tao mất hứng vậy? Tại sao làm là mày? Ủa, anh ơi, em xé vé trong này bao nhiêu năm rồi, em chỉ mơ ước một ngày em được hát thôi. Mày có giờ mày... Em hát. Mày có giờ mày hát đâu? Anh thôi chưa nghe thôi. Không được. Hai người bình tĩnh, hai người bình tĩnh, đừng cãi lộn, của em làm trọng tài đây nè. Để em biết em sàng lọc, nhưng mà biết sao không? Tìm ca sĩ mà xong cái cô là phải biết về cô, am hiểu về cô, mới hát với chung cô mới hợp. Am hiểu là sao? Ví dụ như là, giờ phải biết cô Thanh Tiền. Tại sao có tên Thanh Tiền, phải biết ý nghĩa của Thanh Tiền là gì. Chứ em là sao? Thanh Tiền là sao? Thanh là màu xanh, tiền là tiền bạc, là tờ tiền màu xanh, giống như cô, hấp dẫn như tờ tiền màu xanh. Mấy tùm bá, để tôi nói cho mày nghe. Thanh tức là giọng hát, tiền là tiền bạc. Thanh Tiền có nghĩa là đi dùng giọng hát mình lấy tiền người ta, gọi là ca sĩ. Tao trời ơi. Cái gì? Thanh là trong mát, tiền là dòng suối, Thanh Tiền là dòng suối trong mát. Anh ý nghĩa nhất nè. Tôi còn biết luôn nè. Cổ sinh ở Đà Lạt. Rồi. Tên thiệt là tên Mai. Hay quá. Anh am hiểu đúng không? Rồi, có điện thoại nè. Thành thử tôi hát. Thôi, đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Rồi, để từ từ. Chưa biết. Alo. Dạ em nghe. Sao mấy anh? Mấy người. Có chuyện đó nữa hả? Cái gì chuyện đó hoài vậy? Rồi. Sao? Mấy anh ban nhạc mới gọi báo cho em mà. Sao? Là mấy ngày hôm nay live show của cô á, chế độ tập căng quá, sợ cô mệt, nên tối nay không biết có diễn hay không à. Dành nhau làm chi.
Trời ơi, mất cơ hội nữa. Ăn mì gói luôn rồi. Thôi đi, đừng có sợ nhịn đói. Ai chứ hả, Thanh Tiền là ta biết chắc chắn là không bao giờ bỏ xô đâu. Sao không biết? Trời ơi, không nghe hả? Đã thích giọng ca Thanh Tiền là phải biết cái câu nói của Thanh Tiền. Câu gì? Đây nè, để tôi cho nghe nè. Mở mở giùm em cái đó anh ơi. Cái gì? Ê, khúc này lâu lắm rồi nè. Lâu rồi. Tí hát Thanh Tuyền. Dòng máu này còn chảy trong tim. Ân tình này chưa phai theo kỷ niệm. Hơi thở này còn thì tiếng hát Thanh Tuyền còn mãi gian xa. Thấy chưa? Hồi nếu cái này là mới mệt hơi nghe mệt cái này là mà. Biết rồi. Nếu mà vậy là cô nói vậy là an tâm rồi, tối nay mình vẫn mở bây màn giờ chứ. Chuẩn bị đi, sân khấu rồi đi. Vậy là ngon rồi. Còn anh vẫn tập bài. Tập đi, tập đi, tập đi. Rồi tập cho tôi. Hai anh vẫn tập đi, em vô em lo em chuẩn bị rồi. Rồi ăn rồi tôi lương. Trong mấy cái đó đánh tập. Rồi ra tập đi em phụ cho. Rồi vô đây dọn dẹp rồi. Cãi nhau mất giờ quá. Hay quá, giờ là tối nay vẫn sáng đèn mấy anh ơi. Đây. Tập đi, em vô dọn dẹp cái nha. Dọn đi. Rồi dọn dẹp cái. Rồi. Đừng đi. Tập nha. Rồi. Chào cô. Ơi trời. Đã đi. Dạ, thay mặt anh Chí Mài Phủ là anh Chí Tài với lại Hứa Minh Đạt. Cảm ơn Măng Thanh Tuyền. Cảm ơn Măng rất là nhiều. Chương trình này được bảo trợ bởi iGel Beauty. Thưa quý vị, lúc đầu Kỳ Duyên đã giới thiệu và cảm ơn người bảo trợ chương trình hôm nay. Đó là công ty iGel Beauty. Bây giờ chúng tôi mời quý vị chào đón người đại diện của công ty, anh Daniel Bùi.
Dạ, con xin chào chú, and con xin chào quý vị của Thu Nga Show. Cháu có vợ rồi phải không? Dạ, cháu có vợ rồi chứ. Tại vì đẹp trai như thế này, thưa quý vị, 10 năm trong quân đội Mỹ là phi công của trực thăng máy bay chiến đấu đã đi Afghanistan. Nhà cháu hình như mấy anh em đi lính Mỹ hết phải không cháu? Dạ, thưa chú, bốn anh em của quân đội Mỹ. Nói thiệt với chú là cháu đi Afghanistan, cháu không sợ mấy, nhưng mà cháu lên sân khấu này cũng hơi bị rung đó chú. Cái đó đúng quý vị, cái đó đúng. Các bác sĩ nói như thế này nè, khi mà họ phân tích một người nói trước công chúng thì cái thần kinh, cái bộ óc người ta sợ ngang với một người cầm súng lao ra mặt trận. Đó là kết quả nghiên cứu của các bác sĩ. Cho nên là một người đã từng đi chiến đấu 10 năm mà bây giờ là lúc nãy cứ run lẩy bẩy trong đó, thì chú bảo không sao, cháu có việc ra đây đi. Trước hết là chú cảm ơn và chúc mừng các anh em của cháu đã tham gia quân đội và bây giờ bỏ máy bay chiến đấu để trở về làm neo. Thì không biết là hai cái nó khác nhau nhiều hay không, nhưng mà thưa quý vị lúc nãy trước khi vào dạp, quý vị có thấy cái quầy hàng bày bán ở ngoài kia là của iGel Beauty, thì chú cũng chưa biết sản phẩm gì của cháu, thì nhân đây thì cháu thưa chuyện với khán thính giả vắn tắt. Dạ vâng, thưa chú với quý vị, là iGel Beauty là công ty sản xuất về products cho nghề nails. Thì công ty iGel Beauty là trong anh em gia đình hết, thì cũng có mấy cái sản phẩm là trên thị trường cũng bán chạy nhất là 3-in-1, 3-trong-1. Thì nó cũng có lực sơn gel, lực sơn thường và bột vừa dip vừa đắp. Thì cái bột nhúng thì vừa dip vừa đắp, cái độ match của nó cũng 95-98%. Rồi cái màu là rất là chuẩn, rồi bột là rất là mịn. Cháu ơi, chú nghe nói hiện bây giờ cháu đang làm cái promotion, có cái giải thưởng hấp dẫn lắm, cháu công bố cho mọi người biết. Dạ, thì bây giờ công ty đang ra cái chương trình promotion là nếu mà quý vị cũng không cần mua sản phẩm của iGel Beauty cũng được một cái vé ticket để vô hàng tháng sổ số, là cái promotion đấy là cũng được thắng được $2,500. Rồi cái đặc biệt nữa đó là tháng 6 2020 là mình đưa sổ số là được thắng được 2 chiếc xe Tesla Model X trị giá là $100,000 một chiếc xe. 2 chiếc xe chạy điện đó phải không cháu? Dạ, chạy điện chứ. Cái xe mà nó mở cái mui lên cao giống như trong phim James Bond đó quý vị. Tôi là say mê cái xe đó lắm nhưng mà vì già quá không lái nổi. Nhưng mà chú nhìn cái xe đó rất thích. Quý vị tiêu thụ sản phẩm của iGel Beauty, quý vị có cơ hội để trúng 2 chiếc xe đó, chưa kể tiền mặt nữa vào cháu. Chưa kể tiền mặt nữa chứ. Dạ. Vâng, rồi. Cảm ơn cháu đã đến với chương trình, đã bảo trợ chương trình hôm nay. Và chú rất là ngưỡng mộ gia đình cháu, là toàn những người thanh niên lao vào cuộc chiến cho nước Mỹ. Một lần nữa xin hân hạnh giới thiệu Daniel Bùi của iGel Beauty, thưa quý vị. Việt Nam thì rất tiếc vẫn còn thiếu vắng rất nhiều những nụ cười. Và ngay cả trong âm nhạc, những bài mà chúng ta thường yêu thích thì phần đông là những nhạc phẩm buồn. Rất may mắn trong những năm gần đây có một nhóm nghệ sĩ trẻ từ trong nước mới ra và đã mang đến cho chúng ta những màn hài hước đầy tính cách sáng tạo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của danh hề Vân Sơn và Hoài Linh. Dạ trước Vân Sơn xin chào các cụ, sau xin chào các bạn cũ ba niên, xin chào tất cả người hiền, chào cô má lúng đồng tiền có duyên.
Chào các bạn lắm tiền nhiều bạc, chào những kẻ đói khạc ra cho, cầu cho muôn họ ấm no, lời chào đã dứt, cho tràng pháo tay. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, quý vị đã từng thưởng thức qua tiếng hát vượt không gian, vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh, đã từng đam mê qua tiếng hát của Thái Hiền, Thái Thảo, từng nóng bỏng qua tiếng hát của Thái Tài và từng bị ru ngủ qua tiếng hát của Thái Châu, thì không thể nào bỏ qua tiếng hát ngày hôm nay được. Xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Thái Giám. Thầy Giám thân ái kính chào quý vị. Quỷ sứ nhìn người ta thấy ghét. Trời đất ơi, cái này là chắc tên Thái Giám cuối cùng của vua Bảo Đại còn sót lại nè. Vậy chứ gì nữa, tầm bậy tầm ba, không thấy anh vui giỡn chơi với anh đó chứ làm gì lấy tên kỳ cục vậy. Trời ơi, đâu phải Thái Giám đâu. Không phải hả? Anh biết sao tôi lấy tên này không? Sao lấy tên này vậy? Tại vì tôi thấy ai lót cái chữ Thái cũng nổi tiếng hết trơn hết trọi á. Mà mấy cái tên đẹp người ta đặt hết trơn rồi mà tôi muốn cho muôn đời người ta nhớ tôi chỉ có lấy chữ Giám là dễ nhớ nhất. Thái Giám ai cũng nhớ hết trơn. Thôi được rồi, bây giờ anh lấy cái tên ngon lành như rồi đó. Giờ ra đây là gặp đông đủ bà con cô bác nè, anh biết làm gì không, làm thử một hai cái coi chơi. Tôi nói anh phải nói dốc anh nghe. Cái lương hồ quảng hát bội tân nhạc cổ nhạc gì đó hả, tôi biết hết trơn á. Biết hết trơn á. Trời ơi, một đoàn nghệ thuật tổng hợp nằm trong bụng tôi nè. Trời ơi, ngon lành quá vậy. Bây giờ đâu làm thử một cái coi chơi coi. Bây giờ anh muốn nghe phải không? Nãy giờ anh nghe ca nhạc đã rồi gì. Bây giờ tôi sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Ngâm thơ? Trời ơi, mấy bà ngâm củ kiệu không bằng tôi đâu. Trời, tôi ngâm còn chua hơn nữa. Cái này mới nghe, cái này mới nghe. Đâu làm thử một cái coi. Bây giờ anh nghe nghe, tôi sẽ ngâm bài thơ tả nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tả về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình phải không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nghe nghe. Giọng ngâm vàng đó. Tóc em dài, trời đất ơi, tự nhiên đưa ngâm ngon lạnh bóp họng tôi. Trời đất ơi, dài gì dài dữ vậy. Trời ơi, tả mái tóc dài tả vậy nó mới tha thước. Dài quá đụng đất rồi, lết phết điện tốn tiền mua xà bông lắm. Bây giờ tôi nói anh nghe, bây giờ em bắt đầu anh nghe nè, nghe chưa. Tóc em dài, em đi trong nắng. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Ôi hay quá, hay quá. Tóc em lửa thưa, em đi trong gió. Tóc em hồng có, em đi vô chùa. Ngâm hay cũng la, ngâm dở cũng la, làm sao không? Không mà, nói tả sắc đẹp người con gái Việt Nam gì đâu mà tóc không mà tóc đã hồi trọc lóc đi vô chùa luôn mà. Trời ơi, kỳ quá không được đâu, nhà tôi ngâm cho anh nghe nè. Biết không? Trời ơi, tả nhan sắc người con gái Việt Nam đâu có đơn giản là cái mái tóc không, còn có gương mặt, có nụ cười trong đó nữa. Vậy hả? Dạ, nói không tin làm tin nè. Nè, bắt đầu nghe nè. Tóc em dài, em cài hoa thơm ngát ngơ. Miệng em cười, tát quát tới mang tai. Trời ơi! Tóc em bay bay, khi đi trong gió. Miệng em cười, có cái răng chó dễ thương. Trời ơi, à. Chắc tôi quýnh anh cái, chắc anh gãy hết trơn răng quá. Tại vì cái giận nó vậy á. Giận cái gì kỳ cục à. Ai biết gì đâu. Tôi nói cho anh nghe bây giờ. Cái... tôi nói nghe nè. Rồi bỏ bao dũng ngâm thơ qua bên đi. Trở về cái nghề chính của tôi đi. Cái gì? Nghề ca hát, anh biết ca không? Biết à. Biết không? Trời ơi, nãy tôi giới thiệu anh mà nguyên đoàn nghệ thuật tập hợp bụng à. Nhưng mà rành không, nhạc rành không? Nhạc tôi thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn phải không? Không có bài nào không thuộc. Rồi bây giờ hát bình thường không hay nữa. Bây giờ hát một liên khúc bằng liên khúc chỉ định. Chỉ định là sao? Có nghĩa là thí dụ tôi hát cái bài gì không? Tôi chỉ anh thí dụ cái đèn chẳng hạn. Anh hát bài gì cũng được miễn có cái đèn trong đó thôi. Cái đèn. Rồi anh chỉ lại tôi. Anh chỉ cái ghế, tôi hát bài gì cũng được miễn có cái ghế trong đó thôi. Dám chơi không? Hay à. Mà hơi khó. Nhưng mà thôi lỡ chơi luôn đi. Nhưng mà đâu có dễ dàng vậy. Sao vậy? Không chỉ đồ vật. Đó, mà chỉ toàn là những cái bộ phận trong cơ thể anh thôi. Trời ơi. Dám không, dám không? Thôi chơi luôn đi, thử cái coi. Rồi thử không? Bắt đầu nghe không? Rồi. Giờ tôi chấp anh đố trước đó. Đố trước không? Cái đầu. Cái gì? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu hả? Ăn đi. Tôi với nàng hai
hai đứa nguyện yêu nhau. Chưa có đầu, chưa có đầu. Ta thiết từ đây cho đến ngày trọc đầu. Có cái đầu, có cái đầu, có cái đầu ha. Giờ tới anh, giờ tới anh. Giờ tới anh. Cái mình, cái mình. Cái mình hả? Ừ, cái mình. Dễ nghe hát nè. Trở lại chuyện hai chúng mình. Chào ơi. Khi anh với em vừa biết yêu nhau, tình yêu cùng mình. Không phải một mình mà hai mình lận. Giờ tới anh nè. Cái gì? Em ngồi gì? Cái gì? Cái tay. Cái tay hả? Cái tay khác đi. Cái tay đâu con ơi, về con ơi. Có rồi, có rồi. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, mưa nắng là chưa có tay, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Bằng tay đâu, chuẩn bị nè. Ta có cái bàn tay. Có bàn tay rồi, có bàn tay rồi, phải không? Có bàn tay rồi, tới anh, tới anh. Bây giờ bắt đầu tới anh nha. Tới tôi. Hey, cái chân, cái chân. Cái chân hả? Ừ, cái chân. Tôi nhớ bài này rồi, nghe hát nè. Lùa nắng cho vào buồn tóc em. Có lý em mới có tóc. Bàn tay xanh sao đón yêu phiền. Lặp lại cái tay không có chân. Ngày xưa sao nắng thu không vàng, để nắng đi vào trong mắt em. Ê, có mắt chứ chưa có tay có chân à. Em qua công viên bước chân âm thầm. Trời ơi. Có cái chân đó. Tới anh nè, tới anh nè. Cái gì? Cái răng, cái răng. Cái răng hả? Cái răng. Cái răng. Cái răng. Có răng hát đi. Có rồi. Đi. Này cô bé có chiếc răng khỉ. Trời ơi. Sao chừa một cái không chịu nhổ đi cho để làm chi. có răng phải không? Có răng. Bây giờ tới anh. Tôi. Anh đố tôi cái răng. Bây giờ tôi đố anh hả họng ra coi. Cái lưỡi, cái lưỡi. Cái lưỡi. Giang anh mà gì có cái lưỡi. Không có cái lưỡi thua. Trời ơi. Có lưỡi thua hả? Về về về, dăn về dăn về. Cái lưỡi. Có rồi, có rồi. Tôi xin người. Chưa, không phải, không phải, làm lợi, làm lợi. Tôi xin đừng thương dùm phần tôi. Xin đừng thương hại người ơi vì tôi nhớ phấn son cuộc đời. Phấn son chưa có lưỡi. Tôi xin đừng đưa đón vui cười. Xin đừng đón đã gọi mời vì tôi tin chót lưỡi đầu môi. Có lưỡi rồi, có lưỡi rồi. Tới anh nè. Tới tôi cái gì? Long. Cái gì? Long. Long gì? Long mày, long mi, long mũi rồi đó. Trời đất ơi, đố gì mà ác ôn vậy trời ơi. Long, nghĩ tầm mày à. Long. Hát đi. Về con ơi. Long về con ơi. Hát đi. Thà như giọt mưa khô trên mặt em. Thà như giọt mưa khô trên mặt duyên. Để ta nghe thoáng tiên mưa vội đến. Nhưng giọt run run ướt ngọn lòng măng. Có lòng măng à, có lòng măng, có lòng măng à. Có lòng ăn ha, bây giờ bắt đầu tới anh. Tôi, cái rau, cái rau. Cái rau, Trời ơi, rau, rau. Cái rau. Có rồi. Giáp sĩ chào nghiêng tuốt gươm người sang. Trước cung son ra mắt ngọc hoàng. Chưa có rau. Hân hoàng ngài vuốt râu cười. Đi đâu mà lạc lối lên trời. Có râu rồi Linh ơi. Hay quá vậy trời ơi. Chứ mới gì khó khó đố. Cái gì? Có rồi, có rồi. Cái lưng, cái lưng. Cái gì? Cái lưng, cái lưng. Hát cái đi lưng, hả? Cái lưng hát đi. Có. Mình có ba người. Vừa đứng nét đôi mười. Nhưng chiều mây cái lưng đồi. Tầm mắt nhướng xa khơi. Có cái lưng đồi. Anh Giang ơi, lưng đồi chứ không phải lưng anh à. Lưng đồi miễn sao có chữ lưng thôi anh. Anh Giang quá vậy. Hồi nãy anh không giao à. Bây giờ tới anh à. Tôi hả? Tới anh quay vòng coi. Có rồi, cái này gần cái lưng à. Cái mông. Cái anh mông. Anh Giang anh không có bài nào có mông nha. Không có mông thua. Anh Giang tôi không. Cái nè. Mông. Người lướt mây trời giao kiếp sống không chung với một kẻ đi tìm giao sông nước mênh mông. Có mông rồi. Cái đó chơi anh Giang không chơi à. Sao anh Giang? Tự nhiên cái mênh mông anh đưa cái mông vô không chịu à. Ai mấy hồi nãy anh đưa nguyên cái lưng đầu vô làm chi. Thôi bây giờ chơi với anh vậy chứ. Bây giờ mấy cái loại nhạc này hát không hay nữa. Bây giờ tôi anh hát cái loại nhạc mà thịnh hành nhất nước Mỹ giờ đi. Thịnh hành nhất là nhạc gì vậy? Nhạc rap á. Rap là lấy bài này khúc bài kia khúc rap vô hả? Phải, nhạc rap có nghĩa là nhạc rap của Mỹ Đen nó giật 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 vậy nè.
Vậy thôi chơi luôn đi. Dám không? Rồi, bắt đầu hát không? Rồi. Vô. Are you ready, Wylin? Yeah, ready, Vincent. Okay, we just do three lights on. You're right. Yeah. Yeah. Wow. Xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là dông. Hey! Từ nay xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn không xài để chi xa. Còn dân xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hưởng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn chẳng xài để chi. Chia các cậu nhớ lo đi học, kẻo có ngày móc bọc sinh nhai, tương lai đói rách dài dài, bài 52 lá đếm hoài không xong. Phần các bà có chồng phải quản đại, ra thứ chồng nếu lo dạy đi đêm, chồng mà có lấy vợ thêm thì mình hãnh diện gì lên chức bà. Hey! Hoài Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông dân cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là dông. Thời ta xin tứ tứ xin, cần gì đau khổ khổ đau, cùng nhau dân giới dân Sơn và Hoài Linh. Giờ mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì. Tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, vạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử vạt nhiệt tình coi. Bây giờ nè, em liều mạng đứng cho anh giạt luôn á. Anh ráng giạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Lý do chánh á, tôi không thể nào ở với cô được, tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số, chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè, phải ở một con vợ ốm nhôm ốm nhách ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa
như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ là em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. Con cô để dành nuôi, tôi không có dành đâu, nghe chưa? Mà anh tôi nói cho cô biết, tôi không giấu gì cô. Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh. Gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn mai dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa? Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi. Cái áo này, nó xúc chỉ em mới giá xong đó. Anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó hiền đó. Vĩnh biệt người vợ khó mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái giọng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do và không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ, tặng em cái nhẫn Bacara chứ gì. Chuyện nhỏ, anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì, mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ờ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chút nha. Ừ, bye em. Ú, trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 la. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày. Tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Em ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ, xin lỗi, chào bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là có em. Anh thêm à? Em nhận rồi phải không?
đúng rồi. Nguyên cái bánh bèo có ban tôm khô bị cháy. Anh. Em. Về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con. Sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi, trời còn khuya à. Thôi mà em, dầu gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà nghĩ tới cặp nhũ là sao? Thôi. Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha. Nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng thôi anh, 4.000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tới mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngày bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đồ trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Ông hỏi mau thấy là sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Cái bà nói muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn, hỏi cái gì nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết tôi quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi cũng biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông. Trời ơi, thằng điêu lơ nó quay o o o o cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7.000. Trời ơi may mắn quá. Rồi, từ 7.000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4.000. Đi học neo có 3.000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4.000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5.5, bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10.000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó anh lời được 10.000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10.000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4.000 mà hút cái eo hết 10.000. Mày nằm không mày lời 6.000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả? Thôi mà. Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi.
nói chứ em ơi, đứng cạnh em á hả, anh được như dựa vô Tùng vô Bách. Tôi nói tầm bậy, đàn ông dựa vô vợ không có nói như Tùng vô Bách, vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô Tùng vô Bách. Cái thì nó không không dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời ơi, từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. À đúng rồi. Biết nói sao không, không đâu, nó mà đụng tới em 2 cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chắc tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này cái hoàn cảnh mình nó có tương tự vậy thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Nói... Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời ru lại câu hò còn khuya à. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ, tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe có được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả? Anh mới nghe nó tà nè. Cái okay, tà tao lấy đại liên tao nã mày tà ta cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à. Ta. Rõ ràng. Hổ là anh nghe tà rồi. Không mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội vậy, nhìn cái hết muốn ăn cơm. Ta. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ mới tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Tôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Anh biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn con đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xì. Cuối cùng là design vậy đấy hả? Hồi đó cái áo giá thằng miếng ở trên cái dài đó thôi tám thẹt đâu để lại, bây giờ mặc đồ thấy gốm không?
thôi mà. Bỏ qua đi, anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn thôi lại. Được rồi, nha. Em nói cho anh nghe nè. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường nó không có cha. Anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì, rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi, tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind, never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Anh thấy biết. Yeah, yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Chị vậy? Đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi, lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì, tắm chi? Do it! Do it! Yeah! Together! Yeah, yeah!